Xin chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình thu xếp được thời gian thì mình sẽ dẫn các bạn học ngữ pháp bài số 4, số 5, số 6 của cái giáo trình Hán ngữ Pô Giá này nhé. Đây là cái sơ cấp 1 bạn nhé. Bài số 4 này có tên là Thú su quản chai nọ, có nghĩa là thư viện ở đâu. Thì ngữ pháp như này. Thứ nhất chúng ta sẽ học ngữ pháp về từ chai và từ sư, có nghĩa là ở nhé. Đầu tiên á thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc là danh từ cộng với cả từ trại và cộng với cả phương vị. Từ này là từ phương vị nhé, cái vị trí đấy bạn. Ví dụ số 1 này. Từ này là từ thú su quản, có nghĩa là thư viện. Trại là ở. Từ nọ. Từ này là từ nọ, có nghĩa là ở đằng kia. Đấy, đằng kia. Và cái câu này có nghĩa là thư viện ở đằng kia. Câu số 2. Cha ná tỏ chạy mày của tỏ bảy biên. Thì câu này có nghĩa là Canada ở phía bắc của nước Mỹ. Đầu tiên là từ cha ná tỏ, có nghĩa là Canada. Từ bảy biên, bảy là bắc, bảy biên là phương bắc hoặc là phía bắc. Chúng ta sẽ dịch anh này trước này, ông nhìn, chúng ta nhìn đến chữ tợ này. Buổi bài 1 đến bài 3 thì mình có chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ phải dịch ngược. Ví dụ chúng chữ này, chữ tợ này dịch là của này. Đấy, thì mình sẽ dịch cái từ bảy pn này trước này, xong dịch chữ của này, xong mới đến cái đằng đằng trước của nó. Thì mày của là nước Mỹ, bảy pn là phương Bắc, là phương Bắc của nước Mỹ. Câu số 3. Chào xuế lấu chạy su sở lấu tờ yếu pn. Ở đây chúng ta sẽ có danh từ là chào xuế lấu, có nghĩa là cái tòa nhà giảng đường á. Từ tiếp theo là từ su sở lấu, có nghĩa là cái tòa nhà ký túc xá đấy. Từ yếu biện có nghĩa là phía bên phải, như vậy sẽ là phía bên phải của cái tòa nhà ký túc xá này. Tiếp theo thứ hai ấy, là chúng ta sẽ có cách dùng là phương vị cộng với cả từ sử và cộng với cả danh từ. Ví dụ số 4 này. Nào sử su sửa lấu. Thì từ nào này chính là phương vị nhé, có nghĩa là kia, ở kia đấy, ở kia. Sử là su sửa lấu, có nghĩa là cái tòa nhà ký túc xá. Kia là tòa nhà ký túc xá. Hay số 5. Chào xuế lấu tợ bảy biên sử thú su quản, tức là ở bảy biên là phương bắc, cho xuế lấu có nghĩa là cái tòa nhà giảng đường đấy. Cái phương bắc của cái tòa nhà giảng đường là gì? Thú su quản, có nghĩa là cái thư viện. Hay số 6. Mã lì tờ chủa biên sư ta vệ. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái danh từ chỉ tên riêng. Đầu tiên từ Mã lì này có nghĩa là bạn Mary nhé. Thì chủa biên có nghĩa là bên trái đấy, bên trái của bạn Mary này là gì? Bạn Tawe, là bạn David này nhá. Đó. Tiếp theo nào. Tiếp theo số 2 là từ nở. Từ nở này có nghĩa là ở đâu? Từ nở này có nghĩa là ở đâu nhé? Đây là đại từ nghi vấn dùng để hỏi nơi chốn, đằng sau không cần thêm từ mo. Từ mo là phải không đấy, hôm buổi trước mình học lớp. Số 1 này. Wǒ de shū zài nǎo? Zài nǎo? Thì chữ nǎo này bạn mở rộng miệng ra, cái lưỡi của bạn cong lên nhé. Nǎo. Đó. Thì wǒ de shū, thì từ shū này là sách này. Ủa là tôi này. Dịch ngược lại chữ tợ này là của này. Sách của tôi. Chai là ở. Nở là đâu. Tức là sách của tôi ở đâu. Hay là câu số 2. Nǐ men de su shè lou zài nǎo? Đấy, thì su shè lou là cái tòa nhà ký túc xá đấy. Nǐ men là của các bạn. Tòa nhà ký túc xá của các bạn. Zài nǎo? Ở đâu?
thì bạn đọc thuộc lòng từ cha nó nhé. Tiếp theo là danh từ phương vị. Chúng ta sẽ có một số phương vị, ví dụ như là từ tung này có nghĩa là phương đông, si là tây, nán là nam, pè là bắc. Chúng ta sẽ cộng một từ pè. Ví dụ tung pè là phương đông, si pè phương tây, nán pè phương bắc và pè pè là phương nam. Nán pè là phương nam, xin lỗi các bạn. Còn pè pè là phương bắc. Ví dụ số 1 này. Chào xuế lỗ. Tại thú sư quán tờ bảy bên. Thì chào xuế lấu có nghĩa là cái tòa nhà giảng đường á. Ở gì? Ở phương Bắc nhé. Mình phải dịch trước chữ tợ mà. Mình dịch cái từ đằng sau nó trước. Bảy bên là phía Bắc của cái gì? Của cái thư viện thú sư quán. Dịch sau. Số 2. Lý Jun tại Đa Wei tờ右边. Lý Jun là Lý Quân nhé. Đa Wei là bạn David. Còn từ右边có nghĩa là bên phải. Như vậy là Lý Quân ở gì? Phía bên phải của bạn David. Đấy, bạn dịch ngược lại. Số 3. Nhật Bản tại Trung Quốc tờ Đông Biên. Nhật Bản có nghĩa là Nhật Bản nhé. Còn từ Đông Biên này là phía đông. Trung Quốc là gì? Là Trung Quốc. Tức là Nhật Bản nằm ở phía đông của Trung Quốc. Tiếp theo nào. Chúng ta sẽ học bài số 5 các bạn nhé. Bài số 5 với tiêu đề là Zài Bảy Chiêng Ta Xuế Tờ Tôn Biển. Có nghĩa là ở phía đông. Tôn Biển là phía đông. Bảy Chiêng Ta Xuế là trường đại học Bắc Kinh. Tức là ở phía đông của trường đại học Bắc Kinh. Bài này là bài tổng kết ngữ pháp trọng điểm của những cái bài trước đó. Thì chúng ta đã học qua ở đây là 8 cấu trúc rồi các bạn. 8 cái ngữ pháp nhé. Thứ nhất là sử tự chuyển, tức là cái từ sử, cấu trúc của từ sử. Ví dụ ở bên này nhé. Wǒ shì xuế shéng. Wǒ là tôi, shì xuế shéng là học sinh. Tā, cô ấy, shì lǎo shí, là giáo viên. Hai câu số 2, chúng ta sẽ học cách sử dụng cái câu có cái sử dụng từ nghi vấn là từ mo, là phải không? Ví dụ này. Nǐ, bạn, sư là liếu xuế sông, lưu học sinh, mo, phải không? Số 3, chúng ta học từ mân. Cái từ này hậu tố mân này thêm phía sau đằng sau đấy, của danh từ của đại từ để tạo thành số nhiều. Ví dụ, thống xuế là bạn học, thống xuế mân là các bạn học, thống xuế mân họ, có nghĩa là chào tất cả các bạn. Tiếp theo, số 4 là từ dễ, là cũng. Ví dụ, ủa là tôi nhé, dễ là cũng, hẳn là rất, cao xiển là vui vẻ. Thì chúng ta đọc sẽ biến điệu là ủa dễ hẳn cao xiển. Đấy, tôi rất là vui. Câu số 5 là trợ từ ngữ khí nơ. Đây là đại từ nơ nhé. Cái từ này hỏi nhé bạn nhé, không phải trợ từ ngữ khí. Từ nơ này dùng để hỏi này. Ví dụ này, ủa là tôi, sư là cha ná tỏ Canada, rấn là người, cha ná tỏ rấn người Canada, nỉ nó. Đấy, còn bạn thì sao? Cái câu hỏi này giống kiểu nỉ nó thì chính là nỉ sư nạc của đấng mà chúng ta đã học ở bài số 1, 2, 3 bạn nhé. Tiếp theo là từ chỗ là đây, từ nọ là kia, thể hiện cái vị trí gần và xa. Ví dụ, nọ là xa nhé. Nọ sư, kia là sấy tọ su, su là sách nhé, su là sách dịch trước. Kia là sách của sấy là ai, dịch sau. Đấy, kia là sách của ai. Tiếp theo câu số 7 là chúng ta sẽ học cái cách cái câu hỏi có cái câu câu nghi vấn gọi là đặc biệt đấy. Ví dụ của tôi sẩm mơ đây. Đấy, chưa là đây nhá. Chưa sư là đây là sẩm mơ giá trị. Giá trị là tạp chí. Đây là tạp chí gì vậy? Từ sẩm mơ, từ sấy. Tiếp theo số 8 là định ngữ. Định ngữ thì chúng ta có từ chưa sư đây là của bạn nhậu. Bạn của tôi. Của bạn nhậu. Tợ giá trị. Giá trị là tạp chí nhé. Tức là đây là gì? Tạp chí của bạn tôi. Mình sẽ dịch ngược về cái chữ tợ này. Cả nhé. Đấy là tổng hợp toàn bộ ngữ pháp trọng điểm của những cái bài mình chúng ta đã học qua. Còn số 9, số 10, số 11 của cái bài hôm nay nữa. Cái bài số 4 vừa nãy nữa, quên mất. Thì tiếp theo đầu tiên chúng ta sẽ học từ từ sử. Đây bạn. Từ chở. Phương vị nhé, là nơi đây. Sử là
Thú su quả, thư viện, mo, phải không? Cái đầu luôn nghi vấn. Tiếp theo số 10 là từ nọ, có nghĩa là ở đâu? Nọ, há rộng miệng, cong lưỡi. Ví dụ, thú su quả, thư viện, trai nọ, ở đâu? Hay câu số 11 này là từ, gọi là danh từ chỉ phương vị. Ví dụ là thú su quản chai nọ. Thì từ nọ bên trên ấy, nó có bộ khẩu đây này. Nó có cái bộ này bạn nhé. Đấy thì người ta gọi là nghi vấn á. Còn đây gọi là gì? Phương vị thôi. Thì từ nọ này dịch là ở đâu? Còn đây dịch là ở đằng kia. Ví dụ thú su quản chai nọ có nghĩa là thư viện ở đằng kia. Còn su sửa lấu là cái tòa nhà ký túc xá đấy. Tợ, bảy bia. Bảy bia là phương Bắc nhá, phía Bắc. Phía Bắc của cái tòa nhà ký túc xá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ học cái số 6 nhé. Bài số 6 là xin giải chỉ điểm. Chúng ta sẽ học cách hỏi giờ. Nào, đầu tiên là cách biểu đạt giờ thì chúng ta hãy xem ví dụ nào. Đầu tiên 8 giờ thì đầu tiên cái chữ này nhé, chúng ta sẽ đọc là tiễn. 8 là số 8 á, 3. 8 giờ đọc là 3 tiễn. Tiếp theo, 8 giờ 05 phút thì từ linh á, từ linh trong tiếng Trung người ta gọi là từ lính nhé, từ lính nghe bạn. Đây này. Lính là số 0 nhé. Đấy, tiếp theo từ phút là có từ này, từ phân. Phân. Phân tiễn là giờ, phân là phút. Như vậy là 3 tiễn là 8 giờ, lính là 0 này, ủ phân là 5 phút. Đấy, thì mình cứ ghép thế thôi bạn. Bạn chỉ cần biết từ tiễn và từ phân thôi. Ví dụ 8 giờ 10 phút thì sẽ là 3 tiễn 10 phân. 8 giờ 15 phút thì sẽ là 3 tiễn 15 phân. 10 là 10, ủ là 5. 15 phân là 15 phút. Ngoài ra thì chúng ta còn một cái từ nữa để thay thế cho 15 phút này là từ ý cửa. Đây từ này. Ý cửa có nghĩa là một khắc. Một khắc là 15 phút bạn nhé. Vậy mình sẽ nói là 3 tiễn ý cửa. Tiếp theo 8 giờ 30 phút thì sẽ là 3 tiễn 30 phân. 30 mà, 30. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng cái từ này, từ bản là một nửa, bán đấy. Bản, 3 tiễn bản, 8 giờ 30 phút. Tiếp theo, 8 giờ 45 phút là 3 tiễn, 8 giờ là 3 tiễn. 45 thì là gì? 40 là 40. 5 là 5, 45 phân. Vừa rồi chúng ta nói ý cửa là một khắc là 15 phút. Vậy 3 lần 15 phút thì sẽ là 45 phút. Vậy mình sẽ gọi là san cửa. 3 tiễn san cửa. Ngoài ra mình còn một cách dùng nữa, đó là 9 giờ kém 15. 8 giờ 45 thì chính là kém 9 giờ kém 15. Thì kém là từ trỏ. Đấy, lại là trỏ ý cửa là kém 15 nhé. Và 9 giờ là từ chiếu tiễn. Chiều tiễn đấy. Đó là chiếu tiễn. Cho ý cửa, chiếu tiền. Tiếp theo 8 giờ 50 phút á, chỉ là gì? 3 tiền. Ta tiền là 8 giờ nhé. 50 phút là ủ phân. À, ủ sứ chứ. Ủ sứ phân. 50 nhé. Ủ sứ phân. 8 giờ 50 phút thì chính là 9 giờ kém 10. Thì sẽ gọi là cho sứ phân. Sứ phân. Chiều tiền. Cho sứ phân, chiều tiền. 9 giờ kém 10. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái từ này gọi là chỉ tiễn. Dùng chỉ tiễn để hỏi về thời gian. Ví dụ số 1 này. Xin giải, bây giờ, chỉ tiễn, mấy giờ? Vừa rồi từ tiễn nhé, thêm từ chỉ nữa đọc là chỉ tiễn, mấy giờ? Câu số 2. Nǐ men, các bạn, chỉ tiễn, mấy giờ? Xa cửa, là tan học. Số 3. Nǐ men, các bạn, xuế xẻo là trường học. Vậy nỉ mân xuế xẻo là trường học của các bạn đấy. Các bạn có thể hiểu ngầm như vậy nhé. Không có chữ tợ ở đây đâu. Không cần dùng nhé. Chí tiện, mấy giờ, sang cửa là vào lớp. Tức là kiểu học bài đấy. Tiếp theo là chúng ta nói về cái cách biểu đạt chữ số đi. Thì cách đọc chữ số trong tiếng Hán thì ví dụ từ 0 cho đến 10 nhé. Vừa nói từ 0 là lính nhé. Lính. Một là y, hai là er, 3 là san, 4 là sử, 5 là ủ, 6 là liệu, 7 là chi, 8 là ba, 9 là chiều, 10 là sứ.
Từ 11 đến 20 thì chúng ta lấy số 10 làm gốc nhé. Ví dụ 11 thì là 10 với 1, 10 và 1. 10, y. Tương tự như vậy. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20 thì mình phải đặt 2 trước nhé. 2 xong đến 10. Gọi là 20. 21 thì là 20 cộng với 1 sẽ là 21. Tương như vậy cho đến hết, cho đến 29 sẽ là 29. 30 sẽ là 30. 40 là 40. 50 là 50. 60 là 60. 70 là 70. 80 là 80. 90 là 90. Còn 100 thì chúng ta sẽ không nói là 60 nhé. Chúng ta sẽ dùng từ này. Từ bảy có nghĩa là bách ấy, bách là trăm, y bảy là 100. Tương tự như vậy, 200 sẽ là o bảy, 300, san bảy, 800 sẽ là ba bảy. Đấy, mà 900 á, thì sẽ là chiếu bảy. Như vậy học cái riêng mỗi cái phần này thôi, bạn có thể đọc được từ 0 cho đến 999 các bạn nhé, 999. Thì mình nghĩ rằng đầu tiên các bạn cần phải đọc tốt từ số 0 cho đến số 10. Cái đã thì nó sẽ giúp cho bạn đọc được lưu loát hơn. Nếu mới đầu tiên á, cái ngày đầu tiên bạn chia ra bạn học thì bạn nên học cái số đơn trước như này này, xong rồi khi nào ok rồi bạn hãy ghép vào thì lúc đấy nó sẽ lưu loát lắm nhé. Thưa các bạn, vừa rồi là ngữ pháp bài số 4, số 5 và số 6 của cái giáo trình Hán ngữ Boya đấy, sơ cấp 1 này. Thì mình không biết là các bạn có hưởng ứng cái này hay không, nhưng mà mình cứ làm nốt một vài video nữa nhé. Hy vọng là giúp được các bạn một chút ít. Nếu như các bạn có câu hỏi gì cứ comment phía dưới nhé, mình sẽ tìm hiểu để hỗ trợ các bạn. Và nếu như bạn cảm thấy video của mình hữu ích á, thì hãy đăng ký kênh, bật thông báo, chúng ta cùng học tiếng Trung nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn. Chào chị ạ.